3 nam thanh niên vận chuyển trái phép đến 22 bánh heroin bằng xe máy ở tỉnh Lào Cai, gặp lực lượng chức năng đã táo tợn lao thẳng xe vào các chiến sĩ hòng thoát thân. Vào khoảng 0 giờ 30 ngày 28 tháng 2, tại đầu cầu Cốc Sang trên quốc lộ 4D thuộc thành phố Lào Cai, lực lượng chức năng bắt giữ 3 nghi phạm gồm Hoàng Xeo Dình sinh năm 1997, Giang Xeo Hoa sinh năm 2000 và Xeo Hồng sinh năm 1999 cùng trú tỉnh Lào Cai. Các đối tượng đi trên 3 xe máy mang theo 22 bánh heroin. Khi gặp chốt tổ công tác, cả 3 tăng ga lao thẳng vào chốt hòng thoát thân. Ngay sau đó, cả 3 đối tượng đã bị khống chế. Tăng vật thu giữ gồm 22 bánh heroin, 3 xe máy và 3 điện thoại di động. Tại cơ quan chức năng, các nghi phạm khai được một người thuê vận chuyển 22 bánh heroin từ thị xã Sapa về thành phố Lào Cai. Nếu trót lọt, cả 3 được trả công 5 triệu đồng mỗi bánh heroin. Theo Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, vụ bắt giữ 22 bánh heroin này nằm trong giai đoạn 2 của một chuyên án ma túy xuyên quốc gia.